chưa? Chắc chắn rồi. Ta-da! Đây là mẫu mới nhất, đẹp lắm phải không? Mình thích lắm á. Peter, để có những bức ảnh đẹp thì không chỉ cần có máy ảnh tốt mà cần có kỹ năng nữa. Vậy nè, vậy nữa, và như vậy. Đúng, giờ chúng ta mau đi thôi. Mình muốn chụp được nhiều ảnh động vật trước khi trời tối. Được. Hả? Chờ mình, chờ mình. Và đây là cách mà mình sẽ chụp được những bức ảnh có con sóc đẹp nhất. Hả? Một con sóc. Dừng lại đi sóc à. Wow, đây đúng là một chú chim nhỏ dễ thương. Cậu cứ gọi mình là Peter, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.